Các bạn, đây là cái chiến tích của em mồi tơ của mình. Em mồi tơ. Buổi trưa buồn hả? Em con mồi tơ ra tập. Ra tập con quốc có sao hè nè. Mời các bạn và quý vị đón theo dõi.
Thưa các bạn, đây là cái chiến tích của em mồi tơ của mình. Em mồi tơ, hai em mồi đi đánh nè, hôm nay nè. Thì được một ngày gánh gỏi thì mình đi đánh quất giải trí các bạn. Nhưng mà mình không có đánh vào cái mục đích kinh tế, giống như là đi bắt chim để đi bán hay là về ăn thịt. Mà mình bắt để mình thử con mồi mình như thế nào, nó chơi ra sao. Rồi trong cái quá trình đang chơi thì cái máy quay phim nó hết pin, nên trong cái lúc mà đánh dính thì không quay lại được, không có thấy lại được. Thì nó đã dính rồi thì mình tới chỗ mình lấy cái điện thoại mình quay cho các bạn xem. Cái máy quay của mình nó bị hết pin, đang chơi nữa kèo với hết pin. Tiếc gì đâu, không quay cho các bạn xem được cái cảnh cái con quắt mồi nó chơi được khúc gì đó. Thì bây giờ mình đã bẫy dính rồi thì mình tiến hành mình thả nó về với cặp đôi của nó để mình đánh, để mình thỏa cái đam mê của mình thôi các bạn. Sau một hồi dùng giấy thì cũng ra được khỏi cái lưới ha. Là mai mốt là thấy lụp là không có vô đá nữa chưa, không có hăng nữa nghe chưa. Đây là cái cách bảo tồn của mình nha. Gần nhà mình quất rất là nhiều, làm mổ rất là nhiều các bạn. Giờ tiến hành thả nó nè, thả nó ruộng nè. Chạy đi, chạy chạy về tự nhiên rồi. Chạy về các bạn. Rồi mình kết thúc ở đây, kết thúc cái video ở đây. Đây cái kèo khác mình quay cho các bạn xem.